Hey, Ohayo gozaimasu. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đệ Tử nha. Hôm nay là ngày 1 tháng 5, là ngày mà cái bộ trang phục của Eri Kimono sẽ được về máy chủ Việt Nam. Và đây là một trang phục cực kỳ đẹp luôn. Quá đẹp luôn anh em ạ. Rồi, đây là trang phục bật ếch ếch nha. Đó, né những mũi tên. Cực kỳ đẹp. Bay lộn gì đó tùm lum, quăng cây quạt, chém cái bàn, cầm kiếm lên, quẹt quẹt quẹt. Đó, tính năng của trang phục là gì? Có hiệu ứng sắc thái xuân và anh đào. Rồi có gì âm hiệu xuân phơi phới. Ok, nhìn là thấy phơi phới rồi hả anh em? Nhìn là thấy phơi phới rồi. Rất đẹp. Hình như là cẩm vệ nguyệt tộc theo cái mẫu truyện đó là chị của Eri Kimono đúng không mà? Hình như là vậy đấy. Cùng một gia đình nhưng mà khác số phận, phải đối chọi với nhau hay gì đó. Mình cũng không có đọc truyện đó kỹ lắm, cũng nghe phong phanh nó là như vậy thôi. Đây chính là cẩm vệ nguyệt tộc. Ngầu hơn ha. Trang phục này nó thiên hướng về ngầu. Còn này thì nó mang một cái tính chất gì đó quyền uy, nhưng mà nó cũng không kém phần thể hiện được cái sức mạnh và uy quyền của nó. Rất đẹp. Theo mình đánh giá cái bộ trang phục này nó phải nằm trong kho báu mới đúng chứ à. Bởi vì nó có cả cái hiệu ứng biến về nữa các bạn ơi. Đó. Rồi sẵn nói xíu, bây giờ chúng ta vào trạng thái đấu tập để mà review. Tại sao mình không là vào đấu thường hoặc thậm chí đấu hạng? Là vì giữa mình với Rana có ký kết một hợp đồng. Nếu như vi phạm hợp đồng này chúng ta sẽ bị xử lý nha. Có thể là sẽ bị khóa hạt hay là gì đó. Đó, nó là như vậy. Vì vậy chúng ta không thể nào vào những trạng thái như mình liệt kê lúc nãy để mà review. Bắt buộc chúng ta phải vào cái trạng thái đấu tập để mà xem cái vị tướng này nó có những cái hiệu ứng kỹ năng và hiệu ứng biến về, trang phục, ngoại hình, cách di chuyển nó như thế nào. Mời các bạn cùng xem nha. Chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá chi tiết về cái trang phục này nhé. Rồi, vào rồi, nâng cấp cho lên cấp 15 nha, để chúng ta có thể sử dụng được những cái hiệu ứng kỹ năng này nó dễ dàng. Bật cái hủy hồi chiêu luôn nha anh em. Nâng cấp cho chúng ta, nhớ nâng cấp cho anh bạn thêm xíu nha. Bật hủy hồi chiêu, bật trạng thái vô địch luôn. Rồi khi di chuyển chúng ta thấy được cái sự lạ lướt của cô ấy, rất đẹp. Vừa di chuyển cô ấy vừa nói đó anh em. Đó, lồng tiếng Nhật Bản luôn đấy. Để chúng ta xem cái hiệu ứng nó như thế nào. Đu, cái chiêu 1 nó phóng ra cái quạt anh em ạ. Cái quạt mà có màu hồng với màu tím, màu này đặc biệt là tôi rất là thích nha. Ồ, cái chiêu cuối nè, lồng kiếm lần này nó không phải là hai con rồng nữa, mà nó là một cái cặp song ngư, hai con cá đó. Hai con cá này nhìn cô bộ hơi bị bự, tôi không biết cá gì, nhìn nó giống cá chép lắm. Giống như là hai con cá mà nó bị vừa mới câu lên bờ mà bị bóp mỏ đó anh em. Nó hả miệng đó anh em. Ồ, nhìn rất đẹp, rất phê nha. Liên quan song ngư, ở chánh giữa nó có cái cục gì đó. Quá đẹp, quá đẹp. Thích cái trang phục vậy mà lại không đưa vào kho báu anh em nhờ. Tôi thấy nó quá đẹp luôn anh em ạ. Ở dưới thì có hình cánh hoa anh đào ha. Hai con cá bị bóp mỏ bay lên, ở chính giữa có cái cục gì đó. Rất đẹp. Trang phục bậc SS, nghe đồn là nó có cái hiệu ứng biến về luôn đúng không? Một lát nữa chúng ta sẽ test hiệu ứng biến về thử coi. Để sử dụng liên quan combo vậy nhìn nó mới đã mắt. Tướng quá đẹp luôn. Nếu như bạn là một người có thói quen sưu tầm và bạn đang có một cái lượng kinh phí dư dả và không biết làm gì cả, thì mình nghĩ nên sưu tầm ngay vị tướng Eri này đi. Đơn giản là nó đang được khuyến mãi đó các bạn. Mua tướng với trang phục thì được 999 quân quy, mua trang phục không thì là 799 quân quy, còn đệ tứ thì được miễn phí. Đơn giản là vì đệ tứ được ưu ái. Nói chơi nha anh em, không có phải đâu. Bởi vì khi mà họ đưa tướng cho mình như thế này nè, thì bắt buộc mình phải làm những gì là cho họ, chứ không thể nào mà tự nhiên làm không rồi đúng không? Thì đơn giản thôi, mình chỉ cần làm ra những cái clip review như thế này để mà góp phần marketing thêm cái bộ trang phục này hơn. Đó, nó là như vậy. Đó, không có phải là nhận trang phục là sướng đâu anh em à. Cái gì cũng vậy, nó đều có hai mặt của nó cả. Đó, nó là như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ nói sơ về Eri này nha. Như các bạn biết, khi nhắc tới Eri, các bạn sẽ nghĩ ngay đến cái khả năng cơ động của cô ấy là cái thứ nhất.
Thứ hai nữa là cái khả năng dồn sát thương, hạ sát những nguồn sát thương chủ lực một cách dễ dàng trong những vài giờ tranh tổng. Chúng ta không hề sợ gì cả, bởi vì nếu như gặp nguy hiểm chúng ta chỉ cần sử dụng lông kiếm rồi bỏ chạy bằng 3 lần lướt kiếm vũ của mình. Rất đơn giản mà thôi. Nếu đối phương đang cố gắng truy đuổi thì quay đầu lại dục cho nó cái phi tiêu kiếm khí, rồi sau đó tiếp tục lướt về bằng kiếm vũ. Rất an toàn khi chơi vị tướng này. Đây là một vị tướng cực kỳ cơ động, và theo cái sự đánh giá của mình sẽ chấm điểm cho nó ở mức điểm là 8.8 điểm. Ở mức 8.8 điểm. Rất là cơ động. Và khi về giai đoạn cuối game thì xạ thủ hoặc thậm chí là pháp sư đều phải e dè sức mạnh của cô nàng này đây. Mình đã chia sẻ rất kỹ càng và đã tạo ra một cái bộ tutorial về Eri. Các bạn có thể lên YouTube và nhập từ khóa đệ tử Eri, hoặc các bạn có thể kéo xuống dưới cái phần đề xuất, nó sẽ hiển thị cái video Eri mà đệ tử làm nha. Đừng xem bạn sẽ tốn tiền mua Eri đấy. Mình đã chia sẻ cực kỳ kỹ càng trong cái video đó về vị tướng Eri, những thủ thuật, những cách chơi, cũng giống như là lối trang bị như thế nào cho nó mạnh, cách lên đồ ra làm sao, cách đi rừng như thế nào, rất là kỹ càng. Rồi bây giờ chúng ta đập thẳng vô cái nhà chính này nha. Chúng ta sử dụng liên quan combo xem nó như thế nào nha anh em. Rất là đẹp, song ngư liên tục được hồi sinh. Hai con cá bị bớt miệng đó anh em, mega kill luôn rồi. Oh my god, hiệu ứng cực kỳ đã luôn. Thực sự mà nói, nếu Rana không tặng tôi trang phục này tôi cũng sẽ mua các bạn ạ. Mua về chân cũng được nữa, bởi vì nó quá đẹp đi. Với lại những cái tín đồ mê phim Nhật như tôi nè, tôi thích nhất là coi phim Nhật luôn. Nhất là cái bộ phim Năm Anh Em Siêu Nhân, tôi thích cái coi phim siêu nhân. Đó anh em ạ. Ngày xưa tôi coi siêu nhân tới nỗi mà mọi người nói tôi là này nó bị nhiễm siêu nhân quá, không biết nó có vấn đề thần kinh gì hay không. Đó, mê tới độ như vậy luôn đó các bạn ạ. Đó, mà bà nói dạo này sao như tôi nói chuyện hơi bị lan man quá anh em nha. Nói chuyện nó chém gió đâu tùm lum hết vậy. Rồi bây giờ chúng ta tập trung chuyên môn đi. Hiệu ứng biến về nha anh em, rất đẹp, có cái tiếng sáo luôn nha. Đúng không nhỉ? Phải tiếng sáo không ta? Đúng rồi tiếng sáo. Đâu để thử cái nữa coi. Đẹp quá ta ơi. Bảo biến về có cái gì bốc lên đó anh em, tôi không biết nữa. Nhưng đây có thể là cái mùi hay cái hơi gì đó, có thể đây là bảo bị hôi nách hay là gần sao đó tôi không biết, nhưng mà nó bốc cái gì lên đó. Có cái gì tím tím là đó, khí độc hay là cái gì đó. Mà theo tôi đánh giá đây là mùi hôi nách. Rồi, video đệ tử đến đây là kết thúc. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem nha. Chúc các bạn đạt được một kết quả tốt trong cái kỳ thi sắp tới nha. Những bạn mà đang sắp sửa thi đấy.